Lan Nương, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, bộ cũng không biết. Thái Phi nương nương bình thường sẽ đi tiểu đêm, nhưng hôm nay đã đến canh ba mà vẫn chưa tỉnh dậy. Muội vừa bước vào thì phát hiện buổi tối nương nương đã ăn gì? Không có gì đặc biệt, cũng giống như bình thường. Hơn nữa muội cũng kiểm tra độc rồi. Đan Nương, Đan Nương, Đan Nương, có chuyện gì vậy? Đan Nương, muội bị sao vậy Đan Nương? Sao rồi Đan Nương? Không ta sao không có chứ. Biết ta không biết trong này có mùi gì vậy? Mùi này nghe kỳ lạ quá. Đan Nương, Đan Nương tỉnh lại đi. Trầm hương này được đốt từ khi nào vậy? Thái Phi nương nương gần đi ngủ đã đốt lên. Hương này có vấn đề rồi. Các người mau mở hết cửa sổ ra, dập tắt hương trong này luôn đi. Mau đi lấy bình nước mang về đi. Nhanh lên. Đan Nương, Đan Nương tỉnh lại đi. Thái Phi nương nương tỉnh rồi. Thái Phi nương nương tỉnh lại rồi. Mau đi mời Thái Phi đi. Tỉnh may rồi. May quá đi. Tỉnh rồi. Khoan đã, không thể đi. Tại sao lại không thể chứ? Trầm hương này do Trường Quảng Dương điện hạ mang tới. Quản sự trong cung là Tiêu Quý Phi. Bây giờ mời Thái Y, há chẳng phải để Thái Phi chết nhanh hơn sao? Gì mà Trường Quảng Dương với Quý Phi, ta nghe không hiểu. Tỷ tỷ, cô ấy nói rất có lý. Trường Quảng Dương điện hạ và Quý Phi, hai người đó là cùng một ruột với nhau đó tỷ. Vậy ta đi tìm Thái Hậu nương nương là được chứ gì? Cũng không được. Thái Hậu nương nương vì dạng thọ pháp sự đã xuất cung đi lễ Phật rồi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn Thái Phi nương nương chờ chết hay sao? Ta cũng không muốn. Nhưng mà Trường Quảng Dương điện hạ và Quý Phi nương nương đều là những người có quyền thế ngang trời. Vài ngày trước còn chỉ thị Nguyễn Nương và Hà Nhụy mời một pháp sư tới. Ta không dám đắc tội với họ. Ta không quan tâm. Thái Hậu không dám mời, Quý Phi không dám chọc. Vậy ta đi tìm Hoàng thượng là được rồi đúng không? Thái Phi là bà nội ruột của Hoàng thượng. Bây giờ ta sẽ tới Chiêu Dương điện. Nè, ngươi đừng có hồ đồ. Tỷ tỷ đừng đi mà. Tự ý xong vào cung sẽ bị khép vào tội chết. Vị trí của Thái Phi cũng đã giết xong hết rồi. Dù sao đi cũng phải chết, ở lại cũng phải chết. Ta chỉ mong lương tâm của mình được yên ổn thôi. Lục Trinh, cho ta vào trong đi. Hai vị công công, cho ta vào trong đi mà. Hai vị công công à, phiền hai người thông báo giùm ta một tiếng. Thái Phi nương nương sắp chết rồi, mạng người quan trọng lắm. Hoàng thượng nghỉ ngơi rồi, ngươi đừng có ở đây làm loạn nữa. Mau về cung đi, mau lên, còn làm loạn nữa nè. Hoàng thượng hãy cứu Thái Phi nương nương. Hoàng thượng, im lặng đi. Im lặng. Kẻ nào đang làm ồn vậy? Nguyên Phúc công công. Hoàng thượng, lúc nãy vi thần đã châm cứu Thái Phi, lập tức có thể tỉnh lại. Chỉ là lúc nãy các cung nữ đem đến trầm hương có chứa kịch độc ở trong đó, e rằng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trẫm biết rồi, trẫm không trách ngươi. Không ngờ rằng có người gan to bằng trời, dám mưu hại Thái Phi của tiên hoàng. Hoàng thượng, là Trường Quảng Dương điện hạ làm. Im miệng, ai cho ngươi lên tiếng vậy hả? Thái Phi nương nương. Hoàng tổ mẫu, ta vẫn chưa chết sao? Người chưa chết, người vẫn còn khỏe lắm. Người xem, ai đến thăm người nè. Hoàng tổ mẫu, tổ mẫu người còn nhớ trẫm không? Trẫm là Dĩ Nhi đấy. Hoàng thượng, Hoàng thượng, như mẫu con thật giống như tiên đế. Một lão bà như ta đây, sau khi tự đánh tiếng vào lãnh cung, mỗi năm chỉ có vào đêm trụ tịch tế trời mới có được cơ hội để đứng từ xa ngắm nhìn con một lần. Ngay đến cơ hội nói chuyện với con cũng không có. Hoàng tổ mẫu, cũng đều là lỗi của trẫm. Người nên dưỡng bệnh tốt trước, đợi sau khi khỏe lên thì... Ta sẽ không khỏe lại. Được, nếu như đã có người hạ độc trong trầm hương muốn để ta chết, ta tránh được lần này nhưng không thoát được lần sau. Chỉ là có một điểm ta vẫn không hiểu được. Hôm nay con người lấy danh nghĩa của Trường Quảng Dương tặng lễ vật cho ta. Hơn nữa còn nói Trường Quảng Dương vô cùng thương nhớ bà lão này. Nhưng mà Hoàng thượng, từ khi Trường Quảng Dương sinh ra đến bây giờ, ta gặp ngài ấy chưa được mấy lần. Tại sao kẻ đó lại có thể khẳng định ta và Trường Quảng Dương thân nhau như vậy? Người muốn làm gì? Người làm gì đó? Xin Hoàng thượng tha mạng. Thái Phi nương nương tha mạng. Nô tỳ bị oan mà. Bình miệng của ta lại. Thật đấy. Hoàng thượng, những chuyện dơ bẩn ở trong cung này rất nhiều. Con không thể đều tin tất cả, cũng không thể đều được tất cả. Con chỉ cần tin tưởng ở ta một chuyện. Người muốn hại ta tuyệt đối không phải Trường Quảng Dương, là con người muốn hãm hại ngày ấy. Hoàng thượng, niềm tình ta với thân phận người sắp chết, con có thể đồng ý ta một chuyện không? Hoàng tổ mẫu, trẫm lấy danh nghĩa của tiên đế ra thề, nếu người có tâm nguyện gì, nhất định trẫm sẽ đồng ý. Đây là di chúc của ta. Việc ta muốn làm, tất cả đã viết hết trong này. Ta còn tưởng rằng phải đợi sau khi ta chết đi mới có thể giao nó đến tay Hoàng thượng. Thật sự ta không ngờ được. Hoàng thượng, ta lúc ta còn sống, con có thể gặp được, con có thể gặp được cháu trai ngoan của ta. Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu. Lục Trinh, ngươi là đứa trẻ ngoan, tuận ta cùng ta được không? Đừng, đừng. Cùng ta, cùng ta, cùng nhau chết, cùng nhau chết. Thái Phi nương nương, cùng nhau chết. Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương. Hoàng tổ mẫu, Thái Phi nương, Hoàng tổ mẫu, Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương, Hoàng tổ mẫu, Thái Phi nương nương. Lục Trinh, ngươi tận trung vì chủ, đích thật là cung nữ tốt. Chỉ là di nguyện của Thái Phi nương nương, ngươi cũng nghe rõ rồi. Di nguyện của Thái Phi, nô tỳ nhất định tuân theo. Lục Trinh, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm không? Lục Trinh tự biết khó tránh khỏi tuẩn tán. Hoàng thượng, phụ thân của nô tỳ Lục Giả nửa năm trước đã bị chết quan. Hoàng thượng nếu chịu ban ơn, hạ lệnh hình bộ thẩm tra lại. Nô tỳ ở dưới cửu tuyệt, nhất định khấu tả thiên ân. Được, trẫm nhất định giúp ngươi thẩm tra lại vụ án. Còn nữa, Hoàng thượng, trên dưới thành kính điện này đều tận tâm phục vụ Thái Phi nương nương. Việc tuẩn tán này vẫn xin Hoàng thượng cho phép chỉ giới hạn một mình Lục Trinh thôi. Tỷ tỷ, trẫm phê chuẩn. Nguyên Phúc. Dạ. Trẫm không có tâm trạng. Thái Phi nương nương còn có di nguyện gì, ngươi hãy đọc hết đi. Dạ Hoàng thượng. Thần thiếp Chu thị lời trước khi chết, nay có nhị đẳng. Hoàng thượng, Hoàng thượng ngươi xem. Nay có nhị đẳng cung nữ Lục Trinh, thần thiếp vô cùng yêu mến. Hoàng thượng, người xem xét thăng làm nhất đẳng trưởng sự, hơn nữa ban cho vàng bạc để thưởng cho sự trung hiếu. Cung nữ Liễu Như cấu kết người khác ám hại thần thiếp, xin Hoàng thượng đồng ý cho tuẩn tán để được an ủi ta trên đường xuống hoàng tuyền. Lục Trinh, người không sao rồi. Người đâu? Lập tức kéo Liễu Như ra ngoài, tuấn tán. Rõ. Ngươi vậy tên Liễu Như đó kiểu gì? Vất vả cho ai gia xuất cung để tránh việc này, cuối cùng ngươi lại làm hư việc. Nô tỳ cũng không ngờ được, đột nhiên hoàng thượng lại đến Thanh Kính điện. Lời của Liễu Như còn ai nghe được? Ngoài trừ hoàng thượng, Nguyên Phúc, trưởng diện của Thái Y viện, còn các cung nữ của Thanh Kính điện. Cung nữ Liễu Như đó, tối qua hoàng thượng đã ban cho cô ta rượu độc. Nô tỳ thấy ý của hoàng thượng có lẽ không tin cô ta, nếu không cũng không thể che giấu để cho chuyện này trôi qua được. Không được, ngươi phải đem chuyện này vu oan cho tiêu quán dừng. Không phải ngươi từng nói chuyện pháp sư bên trong giả thần giả quỷ sao? Rõ. Nô tỳ lập tức đi sắp xếp. Khoan đã, trong Thanh Kính điện có bao nhiêu cung nữ? Có khoảng 30 người. Tất cả đều sắp xếp hết cho ta. Rõ. Tham kiến cô. Mọi người đều là tỷ muội tốt, sau này không cần hành đại lễ như vậy đâu. Mau đứng lên đi. Tỷ tỷ, bọn họ là lo lắng chuyện hạ thuốc nên muốn muội qua đây nói với tỷ. Các cô cứ yên tâm đi, những chuyện đã qua ta đã quên hết rồi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, lo tốt cho hậu sự của Thái Phi nương nương, ta tin người ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta. Tạ lúc cô dạy bảo. Vậy mọi người lo làm việc của mình đi, mau giải tán. Dạ. Tỷ tỷ à, tỷ đừng có nhớ tới Thái Phi nương nương nữa. Hoàng thượng đã hạ chỉ bắt các mệnh phụ tam phẩm trở lên thủ hiếu cho người 7 ngày, cũng coi như là giữ thể diện cho nương nương rồi. Ta chỉ là không ngờ rằng Liễu Như lại chết như vậy. Ta cũng không cần tuẩn tán, hơn nữa còn được thăng chức làm nhất đẳng cung nữ. Đây chính là người tốt có kết quả tốt, cũng giống như muội hàng ngày cho cá vàng trong hồ ăn cơm vậy. Bọn chúng vẫn nhớ rõ, nhìn thấy muội liền giãy đuôi. Cá vàng không phải là chó con, sao có thể biết giãy đuôi chứ? Chính là như vậy. Ai là quản sự cung nữ bên này của các ngươi? Chính là ta. Ta đến để thông báo chỉ ý của Quý Phi nương nương. Ngươi gọi toàn bộ cung nữ trong viện đều tập hợp đến thiên điện đi. Dạ. Quý Phi nương nương muốn thông báo điều gì vậy? Không biết nữa, nói không chừng là muốn sắp xếp chúng ta đến cung khác. Vậy hả? Vậy muội có thể đi ti thiện ti rồi. Tỷ muốn đi chung với muội không? Hồi hộp quá, không biết có chuyện gì. Chuyện này nữa hả? Tham kiến đại nhân. Đứng lên đi. Đã đến đông đủ hết chưa? Bẩm đại nhân, toàn điện có 14 cung nữ, toàn bộ đều đã ở đây hết rồi. Quý Phi có chỉ, người ở Thanh Kính điện tiếp chỉ. Các cung nữ ở Thanh Kính điện trung thành với chủ, có công phụng sự. Nay Thái Phi tạ thế để thưởng cho ý chí, mỗi người đều thưởng cho một ly rượu quý, hoàng kim 2 lượng để biểu dương ân đức. Tạ Quý Phi nương ơn ân nghĩa. Vậy các ngươi cứ từ từ lãnh thưởng, bổn tọa về trước để giao chỉ. Tạ đại nhân. Mọi người đều có phần từng tranh giành. Đẹp quá à. Để ta coi quá, đẹp quá đi. Tỷ tỷ à, trước giờ muội chưa từng thấy thỏi vàng to như vậy. Quý Phi nương nương đúng là người tốt. Đẹp quá à. Thỏi vàng này nhìn thoáng qua cũng ngon thiệt. Có thể ăn không? Muội ngốc à, ngay cả vàng cũng muốn ăn hả? Đừng uống. rượu này có vấn đề. Có chuyện gì vậy? Rượu này có độc. Làm sao đây? Ta đi gọi thái y. Cháy rồi, cháy rồi. Thả ra. Cứu mẹ. Làm sao đây? Con ơi, con cứu với. Thả bọn ta ra mà. Thả bọn ta ra ngoài đi. Cứu với. Mở cửa ra. Cứu mẹ. Trường Quảng Dương điện hạ, thành kính điện cháy rồi, toàn cung đều bị cháy hết rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu với, cứu chúng tôi vậy, cứu với mẹ, cứu, cứu mẹ. Cứu tôi với! Cứu với! Cứu chúng tôi với! Cứu với! Ngoài đó không? Đàn nương, muội mau đi đi! Đi đi! Cứu mẹ! Cứu với! Có ai không? Cứu chúng tôi với! Đi các cung nữ đi đâu hết rồi? Ở trong Tây Sương này, chúng nô tài nghe thấy tiếng khóc, nhưng các cửa khác đã bị đóng đinh hết. Tỷ tỷ, đang ngư, Lục Trinh đâu? Tỷ ấy còn ở bên trong nữa. Bà cứu tỷ ấy đi. Trường Quảng Dương. Tỷ tỷ. Trường Quảng Dương. Đấu lên, đấu lên. Trường Quảng Dương, mau tìm thấy y đi. Trường Quảng Dương, được rồi, khẩn trương lên đi. Con đạt quan thượng, Trường Quảng Dương, quan thượng, quan thượng, Trường Quảng Dương. Thần cứ tưởng người ở Thanh Kính Điện thủ hiếu cho Chu Thái Phi, không may bị lửa lớn bao vây, tình thế cấp bách đã xông vào bên trong. Mong là người yên bình an vô sự. Nhanh đi. Để nói cái gì? Quan thượng, nhanh chân lên. Trẫm bình an vô sự, để vì muốn cứu trẫm không may lâm vào nguy hiểm, trẫm thật sự nên vui mừng ở trong lòng. A Trạm, Nguyên Phúc. Hoàng thượng, nãy giờ ngươi đã nghe rõ chưa? Việc Thanh Kính Điện bị bốc cháy, không cho phép mọi người bàn tán. Nếu ai dám bàn luận về chuyện phát quả này, lập tức chém không tha. Tuân chỉ. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, mau truyền thái y đi. Điện hạ. A Trạm, đứng lại. Nhi tức tham kiến Thái Hậu nương nương. Uổng cho ngươi là quý phi nắm giữ phượng ấn, sao lại không biết lễ tiết như vậy? Chỉ có chính cung hoàng hậu mới xứng làm nhi tức của ai già. Thần thiếp biết lỗi, nhưng mà thần thiếp cũng nhớ là Thái Hậu nương nương khi tiên đế đăng cơ 15 năm sau, người mới lên làm chính cung hoàng hậu. Thần thiếp nhất định lấy người làm gương, cố gắng nhiều hơn. Hay, hay cho một công chúa lương quốc miệng lưỡi sắc bén. Đáng tiếc, vong quốc rồi. Đứng lại. Ngươi là phi tử của hoàng thượng, đến tu văn điện để làm gì? Huynh ấy sao rồi? Hoàng thượng, đây là quý phi tốt của con đó. Ở trước mặt của ai gia đã dám tơ tưởng nhớ nhung nam nhân khác, không biết ở phía sau lưng quan dâm vô sĩ đến mức nào. Mẫu hậu, rõ ràng người biết quán dân từ nhỏ đã cùng A Trạm lớn lên, để ấy vì nhi thần mà bị trọng thương. Quán dân qua thăm để ấy thì có sao đâu. Hơn nữa, để ấy vẫn đang nằm ở trong đó mà. Trạm nhi bây giờ đã sao rồi? Để ấy đã tỉnh lại rồi, chỉ là trên lưng bị thương rất nặng. Thái y đang thay thuốc cho đệ ấy. Tham kiến Thái Hậu nương nương, Quý phi nương nương. Trường Quảng Dương điện hạ biết được hai vị quý nhân đến thăm bệnh, đặc biệt sai tiểu nhân ra bái tạ. Chỉ là Hiện giờ Thái Y đang băng bó, không tiện mời nữ gia quyến vào trong. Vẫn mong hai vị nương nương tạm thời hồi cung nghỉ ngơi. Điện hạ nói sau khi ngài hồi phục, nhất định sẽ đến cung thỉnh an hai vị nương nương. Hoàng thượng, điện hạ muốn mời người vào trong. Mẫu hậu, quý phi, hay là hai người hội cung trước đi. Nếu như ở đây có chuyện gì, trẫm sẽ cho Nguyên Phúc thông báo với hai người. Nhưng mà thiếp... Dạ, hoàng thượng. Hoàng thượng, hãy để Trạm Nhi dưỡng thương cho tốt. Thiếu thuốc gì, cứ việc đến Nhân Thọ Điện mà lấy. Bà ta đúng là rất giỏi làm bộ. Các cung nữ thoát chết ở Thanh Kính Điện đều nói cung nữ giả truyền thánh chỉ dựa vào danh nghĩa của bổn cung. Chuyện như vậy ngoài Lâu thị ra còn ai có thể làm được? Công chúa, nô tỳ đã cho người vẽ lại tướng mạo của cung nữ giả đó, chắc chắn có thể điều tra ngọn ngành chân tướng. Hơn nữa, cung nữ bị tuẩn tán cũng thừa nhận mọi tội lỗi, là độc thủ mà Thái Hậu sai khiến. Hoàng thượng đã nhanh chóng ban chết cho cổ, e rằng đang che giấu điều gì cho Thái Hậu. Sao đột nhiên hoàng thượng đi đến Thanh Kính Điện? Có phải hoàng thượng hoài nghi gì không? Xin người hãy yên tâm, chuyện ban rượu ngày hôm đó nô tỳ đã xử lý xong rồi. Cho dù quý phi quán dâm đó có lật tung nội cung lên, cũng sẽ không thể phát hiện bất cứ manh mối nào. Hoàng thượng không có chứng cứ, cũng không dễ dàng tin lời người khác đồn bậy đâu. Thái y, vết thương của Trường Quảng Dương điện hạ thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, điện hạ đã không có gì đáng ngại, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Các người lui xuống hết đi. Dạ. A Trạm, đệ mau thành thật nói với ta, Lục Trinh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà đệ phải liều mạng cứu cô ta vậy? Hoàng thượng, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao nữa. Hoàng thượng, việc đệ xông vào cứu Lục Trinh, tuyệt đối đừng để Thái Hậu quý phi biết. Quan trọng nhất là không được để cho Lục Trinh biết. Tại sao vậy? Tại sao nhất định đệ phải che giấu chuyện này chứ? Lần trước đệ ở ngoài cung thập tử nhất sinh, chính là Lục Trinh đã cứu đệ. Chính là cô ta đã cứu đệ? Sau đó cô ấy tự rơi xuống vách núi cao đó sao? Quá ra là mọi chuyện giống y như trong tuồng hát vậy. Lúc trước là mỹ nhân cứu anh hùng, bây giờ lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy thì càng không nên che giấu. Đệ hãy nghe trẫm nói đây, lần này trẫm sẽ thay đệ làm chủ, trực tiếp ban cô ấy cho đệ làm trắc phi, có được không? Không được. A Trạm, trẫm chỉ là đang nói đùa với đệ thôi. Được, hoàng thượng, người phải hứa với đệ, chuyện này nhất định phải giúp đệ che giấu trót lọt. Hiện giờ cô ấy vẫn cho đệ là một tiểu thị vệ. Ta biết rồi. Có phải đệ sợ cô ấy ham mê phú quý không? Cũng không phải. Đệ chỉ sợ là hại cô ấy trở thành Ngọc Kiều thứ hai. Lục cô nương này đúng là nhân nghĩa, thông minh, chẳng trách đệ lại thích cô ấy. Hay là như vậy đi, trẫm sẽ nghĩ cách để thả cô ấy xuất cung. Thật ra không cần làm gì hết. Nếu cô ấy đã muốn ở lại trong cung thì hãy để cô ấy ở trong cung cũng được. Chuyện Thanh Kính Điện lần này liên lụy quá lớn. Đợi sau khi vết thương cô ấy hồi phục, chúng ta tính kế lâu dài sau. Lần này may là có Lục cô nương, nửa đêm xông vào cung. Nếu không, trẫm cũng không biết là có người muốn giá họa cho đệ, mưu hại Chu Thái Phi. Hoàng thượng, người đã chết rồi. Tuy là vị cung nữ đó một mực nói Thái Hậu nương nương mới là người đứng sau, nhưng mà đệ tin rằng cô ta nhất định đã bị xúi dục, cố ý tới gây chia rẽ quan hệ giữa thần và Thái Hậu nương nương. Đệ thật sự nghĩ như vậy sao? Trẫm vẫn luôn lo lắng đệ sẽ hiểu lầm mẫu hậu. Thái Hậu luôn đối với thần đệ yêu thương quý mến. Người còn vừa qua đây thăm hỏi bệnh tình của đệ. Thần đệ tuyệt đối không tin những lời đồn bậy bạ đó. Đàn đưa tỷ tỉnh rồi. Để mùi đỡ tỷ nha. Để mùi lấy nút muối cho tỷ. Uống thêm chút nữa đi. Đang nương à? Tỷ đừng nói chuyện mà. Đang nương, muội có còn nhớ không? Hôm đó khi cái cột nhà đổ sập xuống, có người đã cản lại trước mặt ta. Muội có biết được hôm đó là ai cứu ta hay không? Muội cũng không biết nữa. Là hoàng thượng. Là hoàng thượng đã phái người tới cứu tỷ. Sao ta lại cảm thấy người đó có chút quen thuộc? Đang nương, mấy ngày nay Quỳnh ấy có đến tìm ta không? Không có. Mấy ngày nay số người tới đây nhiều như vậy, y như một cái chợ. Chồng Quỳnh ấy 100 cái gan cũng không dám tới. À đúng rồi, nghe nói chuyện rượu độc là do có người giả truyền thánh chỉ, chứ không liên quan quý phi nương nương. Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh điều tra nghiêm chuyện này, còn cho chúng ta ở Thanh Kính Điện dưỡng thương cho tốt, không cần phải đi Tĩnh Tâm Viện. Thái phi nương nương được hạ tán khi nào vậy? Chính là mấy ngày trước. Lúc đó tỷ uống thuốc rồi nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Hoàng thượng đặc biệt phân phó là không cần gọi tỷ dậy. Mọi người đều rất cung kính, đưa quan tài của Thái phi đến Hoàng Lăng rồi. Thật không ngờ, ngay cả việc tiễn Thái phi một chặng đường cuối cùng ta cũng không làm được. Hoàng thượng còn nói là tạm thời người của Thanh Kính Điện không cần đi cung khác, đợi sau này mới sắp xếp. Bây giờ tỷ là trưởng sự cô, sau này ở Thanh Kính Điện tỷ chính là lão đại rồi. Vậy sao? Đang nương, dù sao sau này muội cũng muốn đến Ti Thiện Ti, hay là bây giờ muội đi quản gì của phòng bếp đi. Muội biết là sau khi tỷ thăng quan rồi cũng sẽ không quên muội đâu mà. Muội phải đi khoác lác với Nguyên Lộc, muội phải đem chè mè đen chọc hắn ta. Nguyên Lộc, dạo này muội có gặp cậu ta hả? Không có, muội chỉ nói chơi vậy thôi. Những ngày này chỗ của chúng ta không có người nào khác tới hết. Không đúng, có Dương cô tới thăm tỷ 2 lần, nhưng mà tỷ đang ngủ rồi. Đỗ Tư Nghi cũng phái người qua truyền lời, nói là tỷ đang bệnh, không phải cần chép sách gì nữa. Chỉ có bọn họ thôi. Ê, Đang nương à, đây là mùi gì vậy? Sao thơm quá. Là hương hoa nguyệt quế, chắc là cây kim quế mà Thái phi nương nương trồng ở hậu viện đã nở hoa rồi. Vậy muội đi làm việc trước đi, ta muốn đi dạo một chút. Trời ơi, sao cô ngốc vậy? Đến cả câu nói dối cũng không biết nữa. Ta nghe mà cũng sợ luôn. Con người ta trước nay đều không biết nói dối, đâu có giống một số người mở miệng là nói dối à. Đây là thái độ nói chuyện với ân nhân cứu mạng của cô hả? Nếu như không nhờ lão tử thì cô đã sớm bị đốt thành con cá nướng rồi. Ê, người có kiến thức không vậy? Ta có tay có chân, còn cá chỉ có một cái đuôi thôi. Nướng ta thành cái gì cũng không biến thành cá nướng đâu. Vậy thì biến thành con gà nướng. Gà nướng hả? Ây da, người gì mà thích đá vào mông của ta vậy? Ai kêu ngươi sinh ra thích bị đá? Đừng. Nếu như cô đá chết ta, ai sẽ chăm sóc Trường Quảng Dương Điện Hạ đây? Đừng. Ta đã nói ta là người của Trường Quảng Dương Điện Hạ rồi mà. Vậy Trường Quảng Dương Điện Hạ giờ sao rồi? Cô nói coi, bị đập ra bộ dạng đó có tốt được không hả? Ta cũng đâu có ngờ được Trường Quảng Dương Điện Hạ lại chính là Cao Đại Nhân. Không ngờ được ngày ấy chỉ vì cứu tỷ tỷ, ngay cả mạng cũng không cần. Nhiều lần tỷ tỷ hỏi ta tin tức của ngày ấy, ta cũng không dám nói. Đương nhiên là không thể nói. Nếu như để cô ấy biết, vậy sẽ lo lắng nhiều lắm á. Ngươi yên tâm, miệng của ta còn kín hơn ngươi nhiều á. Đứng lại. Đứng lại. Thôi mà, đừng đá nữa, đừng đá ta nữa mà. Đúng rồi, 2 ngày này nếu như ngươi cảm thấy buồn chán thì hãy đến hậu viện đi dạo để giải khuây. Ở đó có một cây quế hoa, là cây mà ta thích nhất. Nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi, hãy đến đó xới đất giùm ta. Lạ thật, màu sắc của đất này sao giống với màu đất miền Nam quá vậy? Chẳng trách cây quế này trồng hoài không lớn. Ấy, A Trinh, khi con nhìn thấy bức thư này, có lẽ ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Đáng hận là ta đường đường là công chúa của một nước mà lại bị bọn gian ác hãm hại. Tuy có lòng báo thù nhưng ta sức tàn được kiệt, đành phải ôm hận ra đi. Chỉ hoàng trong túi là di vật của ta, mong con sẽ đưa nó cho Trường Quảng Dương điện hạ để người trả thù rửa hận thay ta. Thái Phi nương nương, ngay cả kẻ thù hại người là ai người cũng không chịu nói. Trường Quảng Dương điện hạ sao có thể giúp người báo thù chứ? Điện hạ, thần đã qua cung Thanh Kính điện rồi. Lục cô nương cũng đã dần hồi phục. Trùm thúc. Dạ. Điện hạ, không sao. Trùm thúc. Hả? Bên phía Lục Trinh thế nào rồi? Tâm trạng cô ấy ổn không? Còn đau lòng vì Thái Phi hay không? Kể từ khi Thái Phi nương nương qua đời, tinh thần của Lục Trinh cô nương vẫn luôn buồn bã. Vậy đi, thúc tranh thủ thời gian đi gặp hoàng thượng, tùy tiện tìm một lý do nói với hoàng thượng cho Lục Trinh ra ngoài cung giải sầu. Dạ. Tỷ tỷ, có phải tỷ lại chép bản thảo dùm cho Đỗ Tư Nghi đúng không? Đúng vậy. Không phải ta mới chép xong một quyển rồi sao? Đúng rồi. Nàng nương, ta có thể làm phiền muội đem vật này đến Tĩnh Tâm Viện giùm ta được không? Lục tỷ tỷ, bây giờ tỷ đã là trưởng sự cô rồi, sao lại khách khí như vậy chứ? Muội sẽ đi ngay. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ nhìn nè. Đây là cái nồi đồng dùng để đốt giấy tiền khi Thái Phi còn sống đã dùng. Nhưng mà sau này Thái Phi không có giết nổi nữa, nên muội đã dùng nó để nướng ngô ăn. Hôm đó sau trận hỏa hoạn lớn thì muội cũng quên luôn sự tồn tại của nó. Không đúng, đây không phải là cái nồi đồng bình thường đâu. Cô nói đây là cổ vật sao? Đúng rồi tỷ tỷ, muội đã từng được cha dẫn đi coi rất nhiều đồ cổ. Tỷ nhìn những hình dáng hoa văn này đi, và cả màu đồng nữa, vừa nhìn là biết nó được tạo ra từ thời nhà Chu rồi. Cô nói đây là cổ vật. Hả? Trong cung có bao nhiêu người mà chẳng có ai phát hiện ra, mà chỉ mình cô nhận ra. Nó đúng là cổ vật thật đó. Đủ rồi, cô mau cầm nó về đi. Khi nào bọn ta rảnh rỗi sẽ tìm người hiểu biết về đồ cổ xem thử. Tỷ tỷ, nhưng mà cái gì nhưng mà? Ở Ti Bảo Ti này bận rộn như vậy đâu rảnh để tranh cãi với cô. Nhanh nhẹn chút đi. Ngươi nhanh tay một chút. Mấy người đó không có mắt nhìn mà. Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng để trong lòng. Sao nha, trên đời này lại có nhiều người lại coi mắt cá thành trân châu. Cô không sao chứ? Ngươi làm gì vậy? Đừng cứ đi đứng không chịu nhìn nó. Tỷ tỷ. Ủa, đây không phải Lục cô nương ở Thanh Kính điện sao? Không sao. Cô không ngoan ngoãn ở trong đó chạy đến Lục ti chúng ta để làm cái gì vậy? Thật xin lỗi, là bọn ta không cẩn thận. Đi. Muốn đi? Không dễ vậy đâu. Các người đã đụng trúng ta, không quỳ ở đây đúng 2 canh giờ, làm sao ta hả giận cho được. Cô vừa đi vừa nhảy y như một con sóc vậy. Rốt cuộc cô bị thương ở đâu? Hơn nữa chúng tôi đã xin lỗi cô rồi, cô đừng có quá đáng vậy được không? Chỉ là một nhị đẳng cung nữ y ti thôi mà đắc ý gì chứ. Ha, khẩu khí cũng lớn lắm. Ai không biết còn tưởng hai người các ngươi là cô trưởng sự gì nữa chứ. Lục tỷ tỷ của bọn ta hiện giờ là một cô trưởng sự nhất đẳng. Sao hả? Đều là tỷ muội của Dụng Cần Diện ra thôi. Không muốn quỳ thì cứ nói thẳng. Nói dối làm cái gì? Tôi không thèm nói dối với cô. Lục tỷ tỷ, lấy con bài của tỷ ra cho cô ta coi. Nhìn đi. Tam đẳng nhị tuyến, nhị đẳng ngân tuyến, nhất đẳng kim tuyến. Đã nhìn rõ chưa? Coi như ta xui xẻo. Nhìn cái gì mà nhìn? Có một số nô tỳ hèn hạ thích nói chuyện người khác. Các người cũng muốn học theo cô ta sao? Đứng lại. A Bích, cung quy trong cung cô đã học được tới đâu rồi? Gặp trưởng sự cô cũng không biết hành lễ sao? Xin thỉnh an Lục cô. Ê, sao lại quỳ cao vậy? Lưng vẫn chưa được thẳng. Không biết là ban đầu cô học hành kiểu gì. Làm lại đi. Xin thỉnh an Lục cô. Ê, khoan đã. Sao nhìn cao vậy hả? Nhìn thấp một chút. Làm lại lần nữa. Con nghe rõ chưa? Xin thỉnh an Lục cô. Ồ, vậy thì còn được á. Lục Trinh, cô hãy đợi đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Làm đi. Chúng ta lúc nào cũng chào đó. Đàn nương, muội có biết thị vệ ở trong hoàng cung sống ở đâu không? Là ở bên kia, xa chúng ta lắm. Vậy còn căn phòng kia dùng để làm gì? Căn phòng đó là của nội thị cục, là nơi ở của các nội giám. Bên đó rộng lắm, có công trường gỗ, còn có sành sứ, có kim khí tác phường nữa. Có rất nhiều món đồ được chế tạo từ bên đó. Kim khí tác phường? Còn có nơi như vậy sao? Tỷ không biết thiệt sao? Nội thị cục là quản lý chế tạo ra binh khí trong cung. Có rất nhiều thứ đều do bọn họ làm ra. Có kim khí tác phường, chắc chắn sẽ có người rành đồ cổ. Đan nương, muội về trước đi. Ta đem nó tới chỗ người có hiểu biết để coi thử. Đúng vậy, đây chính xác là thanh đồng Tôn Chu Vũ Dương dùng để tế trời. Nhìn đi, ở trên có khắc chữ nữa. Ha. Cô tên Lục Trinh, có mắt thẩm mỹ lắm. Tạ thiếu giám đại nhân đã khen ngợi, mắt của ngài càng chuẩn hơn. Ta chỉ biết nó là thanh đồng tôn thời nhà Chu, nhưng không biết là có khắc chữ. Châu nhĩ ta xuất thân từ Kim Bảo thế gia, có thể nhận ra nó là cái gì. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà cô, tuổi tác còn quá trẻ mà lại có bản lĩnh này, thật không đơn giản. Cô yên tâm đi, Ti Bảo Ti không nhận nó. Nội thị cục của ta sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Tốt quá rồi, Minh Châu thì phải được cất giữ. Tâm nguyện của ta coi như hoàn thành rồi. Chà, còn có thể xuất khẩu thành văn nữa. Khá lắm. Dù sao cũng là người yêu bảo vật. Vậy sau này cô hãy thường xuyên đến nội thị cục của ta chơi nha. Dạ. Đến lúc đó mong được đại nhân chỉ bảo nhiều hơn. Được. Không phải muội nói mỗi lần gặp được ta muội sẽ thấy vui sao? Tại sao hôm nay muội buồn như vậy? Có phải không nỡ bỏ Lý Công Tử đúng không? Có gì mà muội không nỡ. Chẳng qua muội cảm thấy hắn ta tâm thuật bất chính. Hắn vốn không xứng với muội của muội. Muội không hận Lục Châu đã cướp vị hôn phu của mình? Muội không hận. Muội ấy tôi là đại nương sinh ra. Nhưng mà làm sao Quynh biết muội của muội tên là Lục Châu? Có phải lần trước khi Quynh tìm muội nên đã đi điều tra hay không? Chu Thái Phi đã mất rồi. Ta nghe nói muội bị bệnh. Ta rất lo lắng cho muội. Quỳnh lo lắng cho muội. Vậy tại sao Quỳnh không đến thăm muội? Quỳnh có biết trận hỏa hoạn hôm đó muội hoảng sợ như thế nào không? Muội sợ mình sẽ bị lửa thiêu đốt thành tro. Muội sợ mình không thể về nhà được nữa, sợ không thể gặp Quỳnh được nữa. Quỳnh có biết hay không? A Trinh, là ta không tốt. Muội yên tâm. Sau này ta không để muội phải chịu khổ nữa, được không? Trung thuốc, Nguyên Lộc, Hai người mau qua đây. A Trinh, Trung Thúc là người chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn. Còn đây là Nguyên Lộc, muội đã từng gặp qua. Lục cô nương, đã lâu không gặp, giờ cô còn đẹp hơn lúc trước nữa. Cái này gọi là đứng bên sông thì cá chết, đứng dưới đất thì lạc nhạn. Ê, ngươi có biết bản thân mình đang nói gì không? Không. A Trinh, ý của cậu ấy là chim sa cá lặn. Đừng có gọi muội là A Trinh. Lục Trinh xin chào Trung Thúc. Hân hạnh Lục cô nương. Muội không cần xấu hổ như vậy, đâu phải con dâu về gặp cha mẹ chồng. Huynh còn cười nhạo muội, muội sẽ đem chuyện xấu của huynh kể cho họ nghe. Muội cứ kể ra đi. Nhưng ta nói muội biết, chuyện của chúng ta Trung Thúc biết từ lâu rồi, bao gồm cái chuyện muội giặt rách y phục của ta. Ai giặt làm rách y phục của huynh chứ? Rõ ràng lúc muội nướng đồ, huynh đã phơi gần lửa quá mà. Vậy à? Không nói với huynh nữa. Thần phát hiện ra từ sau khi ngài quen biết với Lục cô nương thì ngài cười ngày càng nhiều. Vậy sao? Ê, đương nhiên rồi, không tin ngài hỏi Trung Thúc đi. Hả? Ê. Náo nhiệt thật. Muội đợi ta một lát. Thúc nhìn hai người họ kìa. Đây là nơi chuyên bán đồ nữ nhân mà, huynh vào trong làm gì? Cái trăm hoa màu vàng này vừa rồi ta nhìn thấy, nghĩ là rất hợp với muội, muội xem có thích không? Đa tạ huynh. Thiếu gia, bên kia có một người nãy giờ vẫn luôn theo dõi chúng ta. Hắn là người của Lâu gia sao? Nhìn dáng vẻ 8 phần đúng. Thiếu gia, ngài với Lục cô nương qua bên kia thử đi, thần sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Được. Đi, chúng ta qua bên kia xem thử. Nhìn đẹp thiệt. Muội có thích không? Nè, lên phía trước coi đi. Lão gia, Trương gia có hỷ, mọi người lấy tiền thưởng đi. Của tôi mà, đừng có giành. Là của tôi. Cái này đi, của tôi thấy trước mà. Cái này của tôi nha. Đừng có giành của tôi nha. Cái này bỏ tay ra coi. Cái này đẹp thật. Hai vị khách quen muốn mua gì? Cái này. Cô nương đúng là có mắt thẩm mỹ mà. Cái này nhìn màu sắc, nó là hàng cao cấp đó. Màu sắc quả thật rất là đẹp. Có lớp nền nữa cô xem. Đúng không? Cô có nhìn cho kỹ đi. Hả? Ông chủ, tượng này giá bao nhiêu? Tôi mua. Không nhiều, chỉ 20 lượng vàng thôi. 20 lượng vàng? Ông chủ à, ông cũng biết cách làm ăn thật đó. Tại cô không biết thôi. Đây là tuyệt phẩm của Việt Châu Giao. Bán 20 lượng vàng không đắt lắm đâu. Ông chủ, cái màu này tối như vậy sao có thể là thanh sứ của Việt Châu Giao được chứ? Còn tượng Quan Âm này được mặc bộ y phục của nữ tướng Quan Âm của Triều Tấn ngày xưa, rõ ràng đều là thân nam mà. Bảo bối này của ông ta thấy 8 phần là mới mua về từ Hồ Châu Giao, sau đó chôn nó xuống đất, cố ý làm cho nó trở thành đồ cổ thì có. Thì ra đều là người trong ngành hết. Phu nhân à, cô nói nhỏ tiếng thôi. Phu quân của cô nếu thật lòng thích tượng Quan Âm này á, thì tôi sẽ tặng không cho các người. Không được cười. Coi như chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ông nói bậy bạ gì vậy? Ê, khách quan, để tôi gói lại cho nha. Không được cười, Quỳnh có nghe thấy chưa? Ta cười hồi nào chứ? Rõ ràng lúc nãy Quỳnh đang cười mà. Ông chủ đó nói Quỳnh là phu quân của muội thì Quỳnh cười đó. Ê, Nguyên Lộc, hồi nãy ta có cười không? Ngài không hề có, ngài chỉ là nhếch cái khóe miệng lên chút thôi à, đâu có gì đâu. Cậu, ê, coi như là tôi chưa nói gì đi. Cầm lấy. Anh Trinh, ta thật không ngờ về mặt hàng sành sứ muội là một chuyên gia. Đương nhiên rồi. Lục gia nhà muội dù sao cũng là thương gia nổi tiếng về sành sứ mà. 6 cái lò nung trong nhà toàn bộ đều do một tay muội quản lý. Chỉ nhìn màu sắc của gốm sứ, cho dù là màu men của gốm sứ, muội cũng được coi là một cao thủ trong nghề đó. Vậy muội có thể dạy ta nung gốm hay không? Đừng có hòng, đó cũng là tuyệt kỹ riêng của muội mà, làm sao có thể tùy tiện dạy cho huynh được. Vậy sao? Ta còn tưởng tuyệt kỹ riêng của muội chính là thêu qua chữ chứ. Ý. Được rồi, phía trước chính là nơi canh gác, chúng ta phải chia nhau ra đi rồi. Ừ. Vậy sau này Quynh phải tới thăm muội thường xuyên đó. Được rồi, chỉ cần ta có cơ hội ra khỏi cung, ta sẽ tới thăm muội. Vậy muội đi nha. À, đúng rồi, muội còn phải nhờ Quynh giúp một chuyện. Quynh có biết là làm thế nào để có thể gặp được Trường Quảng Dương Điện Hạ không? Muội tìm Trường Quảng Dương Điện Hạ làm gì? Lúc Thái Phi nương nương còn sống đã căn dặn muội, muốn muội đưa một món đồ cho ngài ấy, nhưng mà Trường Quảng Dương ở Tu Văn Điện, muội vốn dĩ là không có cơ hội gặp ngài ấy, chính là cái này. Thái Phi nói người bị người khác hại chết, nói chỉ cần giao cái này cho Trường Quảng Dương Điện Hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ trả thù cho Thái Phi. Xem ra Quỳnh có biết Trường Quảng Dương Điện Hạ, Quỳnh giúp muội giao cái này cho ngài ấy nha. Muội phải biết, lai lịch món đồ này vô cùng quan trọng, muội yên tâm giao nó cho ta không sợ sao? Có gì mà không yên tâm chứ, Quỳnh đâu phải là người ngoài. Được rồi, ta đồng ý với muội, ta sẽ bảo quản cái này cho muội, đợi sau khi ta gặp được Trường Quảng Dương Điện Hạ sẽ giao cho ngài ấy. Ừ. Vậy đa tạ Quỳnh nha. Ê, Lục cô nương, đồ của cô nè. À. Cô ta là cung nữ. Chuyện này là sao đi? Của ta, của ta. Tham kiến cô. Đã là giờ nào rồi mà còn chơi đùa ở đây? Cô, sao ngươi lại tới đây? Con qua đây. Từ lần trước con gọi ta một tiếng cô thì ta đã coi con là con gái của mình rồi. Con đến Thanh Kính Điện, được Thái Phi nương nương yêu mến, trong lòng ta cũng vui lắm. Lần trước con suýt bị lửa thiêu chết, trong lòng ta cũng rất lo lắng. Khó khăn lắm mới đợi con hồi phục một chút, liền đến tìm con để nói chuyện. Con đó, không chạy tới Ti Bảo Vật chơi đùa, thì ra ngoài cung chơi tới quên đường về. Con còn muốn thi làm nữ quan, còn muốn trả thù cho cha con không? Muốn chứ. Con đã hỏi thăm rồi, cuộc thi thăng chức nữ quan được tổ chức từ mùng 8 tháng 11, cho nên mấy ngày nữa con sẽ tới nội thị cục báo danh. Nói vậy còn nghe được. Cây trâm này có phải nam nhân đó tặng con không? Đừng có mà giấu giếm nữa. Cậu ấy là ai? Quỳnh ấy chỉ là một tiểu thị vệ trong cung thôi. Con dám kết giao với thị vệ? Để người khác biết được, cái mạng nhỏ của con cũng mất luôn. Không có đâu, bọn con cẩn thận lắm. Quỳnh ấy là một người tốt. Với lại trước kia con vào cung được cũng là nhờ Quỳnh ấy giúp đỡ. Không quản chuyện của con, con hãy tự lo liệu cho mình. À đúng rồi, cung nữ tham gia cuộc thi thăng cấp lần này cần có nữ quan tiến cử. Con định tìm ai? Lâu Thượng Thị. Ừ. Lâu Thượng Thị, cô ấy là người của Thái Hậu. Con không nên quá gần gũi cô ta. Hơn nữa gương mặt của con, cho dù thi đậu làm nữ quan, chỉ sợ để Quý Phi nhìn thấy sẽ gây phiền phức thêm thôi. Dù sau 1-2 năm nay, người thi đậu làm nữ quan cũng chỉ có 1-2 người. Đợi con chính thức qua được ải này, rồi hãy tính tới chuyện khác sau. Cô, người cứ yên tâm đi. Trung thúc coi đây là gì? Ừ. Hình như đã từng thấy qua. Ừ. Đây không phải của Khiết Hộ sao? Không sai, đây chính là Lan Nha Lệnh. Năm xưa lúc khả hãn của Khiết Hộ tới triều gặp phụ hoàng ta, ta đã thấy ông ta đeo cái này. Điện hạ, Lan Nha Lệnh này sao lại nằm trong tay ngài vậy? Lan Nha Lệnh này tổng cộng có 2 cái. Một cái đại diện cho 16 bộ lạc của Đông Khiết Hộ, một cái đại diện cho 13 bộ lạc của Tây Khiết Hộ. Mà cái đang nằm trong tay chúng ta, chắc hẳn là lúc Chu Thái Phi xuất giá, phụ hãn đã tặng làm của hồi môn. Dương Thượng Nghi đã từng nói với ta, hôm đó Thanh Kính Điện bốc cháy, trước lúc Thái Phi nương nương lâm chung, đã chỉ ra cung nữ dám mạo danh ta độc hại Thái Phi, thực ra là người của Lâu Thị. À, cho nên Thái Phi nương nương đem Lan Nha Lệnh này giao cho ngài, ý Thái Phi muốn ngài trả thù cho bà ấy. Đúng như vậy. Thái Phi nương nương tuy rằng sống trong lãnh cung nhiều năm, nhưng vẫn là người sâu sắc trầm ổn. Người phát hiện Lâu Thị hãm hại người, biết ta đối đầu với Lâu Thị. Người tự biết mạng mình khó giữ nên liều chết sai Lục Trinh đưa Lan Nha Lệnh này giao lại cho ta. Bởi vì người biết ta bất luận thế nào cũng tuyệt đối không từ chối cái Lan Nha Lệnh này. Nó là đại diện cho quyền lực của Khiết Hộ. Điện hạ, Lục Trinh cô nương, cô ấy có biết thân phận thật sự của ngài không? Cô ấy giao món đồ cho ta đưa cho Trường Quảng Dương điện hạ. Thật không ngờ cô ấy lại vô tình giúp ta thêm một lần nữa. Ngươi nói là Lục Trinh đã đi vào cung sao? Bẩm đại nhân, thuộc hạ nhìn vô cùng chính xác. Cô ấy đã đưa cho thị vệ xem lệnh bài trong cung. Chuyện này thú vị rồi đây. Chẳng trách hình bộ ta dù lên trời xuống đất cũng không tìm thấy tiểu nữ tử này. Vậy đại nhân, chúng ta có tiếp tục truy nã cô ta không? Đương nhiên rồi. Chỉ cần bắt cô ta quay về quy án, vậy thì vụ án chúng ta hoàn thành. Không phải là vụ án bình thường, mà là liên quan tới sự an nguy của hoàng thượng. Nhưng làm sao vào cung để bắt cô ta? Ta tự có cách. Muốn đến Ti Bảo Ti? Dạ, nô tỳ từng được Châu Thiết Giám nội phủ cục chỉ dạy, và cũng có chút hiểu biết về các món đồ vật quý hiếm. Cũng được đó. Nếu muốn xuất hiện trước mặt hoàng thượng, làm nữ quan vẫn tốt hơn làm cung nữ. Lần trước Thái Hậu nương nương không xem trọng ngươi, đó là ngươi không có may mắn. Nhưng mà nếu ngươi thật sự được làm nữ quan, chắc chắn Thái Hậu sẽ yêu quý ngươi. Năm nay nhất đẳng cung nữ tham gia cuộc thi nữ quan tổng cộng có 8 người. Lục Trinh, ngươi phải cố gắng hết sức mình. Nếu ngươi thật sự như cá chép vượt vũ môn, ta sẽ đích thân tiến cử ngươi. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Phụ thân, hoàng công công nói người có chuyện muốn gặp con. Con hãy đi khắp nơi để nghe ngóng, xem thử trong cung có tiểu nữ tử này không. Hôm qua thuộc hạ ta nhìn thấy cô ta trên đường, thật không ngờ cô ta lại chạy vào trong cung. Đây là Lục Trinh. Đúng, hôm qua cô ta cũng được xuất cung, nói là đi thắp hương cho Chu Thái Phi. Con quen cô ta? Con quá quen thuộc với cô ta. Bản cáo thị này con cũng từng nhìn thấy. Lúc trước Trần Thu Nương còn lấy cái này đến nội thị cục cáo giác cô ta nữa. Nhưng Lục Trinh này âm mưu gian xảo, mượn cớ nói tên của mình và phạm nhân là đồng âm khác chữ, được Lâu Thượng Thị bao che cho qua. Phụ thân, nếu cha muốn bắt cô ta thì giờ con sẽ dẫn cha đi bắt. Không, hình bộ không quản được nội cung. A Bích, con mau đi tìm Lục Trinh đó, giả bộ nói chuyện với cô ta, xác thực lại có đúng là hôm qua cô ta đã từng tới Ngọc Phật Tự hay không. Còn ta cũng sẽ đi tìm khổ chủ họ Giang đó để báo cho hắn biết. Con lập tức về nội thị cục tố cáo cô ta. Tốt quá rồi, con muốn dạy cô ta một bài học từ lâu rồi. A Bích à, sự việc này con phải làm như vậy. Nè, sao cô quên hành lễ nữa rồi? Tham kiến Lục cô cô. Lục cô cô, mấy ngày trước nô tỳ không nên vô lễ với người. Chưởng sự đại nhân đã trách phạt nô tỳ rồi. Xin người nể tình trước đây từ quen biết, đừng để bụng những chuyện đã qua. Nè, không cần đa lễ. Cô và ta đều là người từ dục cần diễn ra. Lần trước chỉ là sự hiểu lầm thôi. Sau này có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra là được rồi. Đa tạ Lục cô cứ gọi ta là Lục Trinh đi. Trinh muội muội, muội đúng là người tốt, chẳng trách mọi người đều thích muội. Đúng rồi, ta nghe nói mấy ngày trước hoàng thượng đã đặc biệt phê chuẩn cho muội xuất cung nữa. Hoàng thượng muốn ta ra ngoài làm pháp sự cho Thái Phi nương nương. Trong kinh thành này pháp tự linh nghiệm rất nhiều, có Kim Quang Miếu, Ngọc Phật Tự, Duyên Tính Am. Có biết muội muội làm pháp tự ở chỗ nào vậy? Ta làm pháp sự ở Ngọc Phật Tự. Đạo tràng ở đó rất là nổi tiếng đó. Thái Phi nương nương trên trời có linh, chắc chắn sẽ được lên thiên giới. Vậy ta xin cáo từ trước. Tỷ tỷ à, A Bích này lần trước thái độ coi trời bằng dung, còn lần này thì cúi đầu nhún nhường. Muội nghĩ chắc chắn là có vấn đề rồi. Loại người mượn gió bẻ măng này, việc gì tỷ phải nói chuyện nhiều với cô ta. Đều là người từ dục cần diễn ra, đâu cần tính toán như vậy. Muội chưa nghe kinh Phật từng dạy sao? Con người phải hồ đồ một chút. Hồ đồ thì phải hồ đồ rồi, muội còn chưa đủ hồ đồ hay sao? Lục Trinh, ta coi người đắc ý được bao lâu. Thật không ngờ Lan Nha Lệnh đó của Khiết Hộ thật là hữu dụng. Thúc nhìn đi, đây chính là hiệu trung tính đi liên lạc với mười mấy bộ lạc. Quá tốt rồi, quân đội của Nhu Nhiên huấn luyện cũng khá ổn. Vào ngày lễ tế thiên của năm mới, Khâm Thiên Giám tuyên bố ngày khắc tinh xung tử di. Từ lúc đó Hoàng thượng chắc chắn sẽ để người xuất cung thành lập Tân Dương Phủ. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi. Đúng rồi, Nguyên Lộc. Dạ. Bên kia thế nào rồi? Ngài muốn nói đến Lục cô nương hả? Nghe nói bây giờ cô ấy đang muốn thi nữ quan, đang cắm đầu cắm cổ mà học. Đan Nương nói là cô ấy không ra ngoài một bước luôn. Mới có mấy ngày thôi mà cô ấy đã muốn làm nữ quan. Tỷ đừng có chăm chỉ nữa, uống chút canh sâm đi. Nói vậy sao được, chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi là phải thi rồi. Ta phải ráng làm xong số bài vở này. Muội... Sao vậy hả Đan Nương? Tỷ, có chuyện này rất kỳ lạ, muội không biết có nên nói cho tỷ nghe hay không. Buổi sáng á, muội còn thấy cung nữ A Bích rất thân thiết với tỷ, nhưng mà vừa rồi muội từ chỗ của Ti bước ra ngoài, cô ta không thèm nhìn muội luôn. Cô ấy trước giờ đều như vậy, luôn coi thường người khác mà. Muội thấy có hơi khác lạ, cho nên nhất thời muội nhìn không nổi, đã đứng trước mặt chất vấn cô ta. Nè, sao cô lật mặt nhanh quá vậy? Kết quả cô ấy ném muội một cái, còn nói là muội đừng có đắc ý, cô ấy đã biết được mặt thật của tỷ rồi. Bộ mặt thật của ta? Không xong rồi. Đan Nương à, cô ta còn nói gì khác với muội không? Cô ta không nói gì thêm hết. Đan Nương, ta nhờ muội trai giùm ta một việc. Muội hãy mau chóng đi hỏi giùm ta, mấy ngày này A Bích đã từng gặp những người nào, cô ấy có hành động gì bất thường hay không? Được. Chuyện đó thì ta không biết. Ta chỉ biết là A Bích thường xuyên cho Hoàng Đại Nhân bọn ta rất nhiều đồ tốt. Hoàng Đại Nhân và phụ thân của A Bích, Thẩm Đại Nhân, có quan hệ rất tốt. Cho nên cứ ngày 15 mỗi tháng, Hoàng Đại Nhân đều kêu A Bích lén lút đến chỗ trực đêm của hình bộ, gặp Thẩm Đại Nhân một lần. 15 mỗi tháng. Vậy không phải là hôm kia sao? Đúng rồi. Nhưng mà hôm kia Hoàng Đại Nhân có việc nên đích thân ta đón A Bích. Vậy lúc cô ta quay về, cô ta từng nói gì không? Không có nói gì hết, nhưng mà rất vui vẻ. Lúc Thẩm Đại Nhân đi, cô dặn dò cô ấy, nói cái gì mà đừng đem chuyện Hải Bộ Văn Thư nói cho người khác biết. Giờ tính sao, phải tính sao đây? A Bích nói là đã biết thân phận thật sự của con rồi. Lần này con chết chắc rồi. Con bình tĩnh lại cho ta. Cô ta biết thân phận của con thì làm sao chứ? Cũng đâu phải chuyện gì lớn sợ không gặp ai. Cô à, không đơn giản như vậy đâu. Thật ra trên người con đang vướng phải một vụ án. Cái gì? Cô, xin ngự khoan nóng giận đã, nghe con nói trước đi. Con thật sự vô tội mà. Những việc đó là do con làm. Nhưng mà con đảm bảo không còn chuyện gì giấu giếm người nữa. Con làm giả quan tịch, giết người chạy trốn, mạo danh nhập cung. Lục Trinh ơi là Lục Trinh, lá gan còn to bằng trời rồi. Cô, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Người mau đưa ra chủ ý giùm con đi. Ta thì có chủ ý gì chứ? Hay còn thử thăm dò từ chỗ A Bích xem nó biết được bao nhiêu. Không chừng nó giống như trước đây, cái gì cũng làm như biết rõ tường tận, thật ra thì chẳng biết gì hết. Được, con sẽ đi liền. Chà, Lục cô tìm ta có chuyện gì không? A Bích, cô đừng giả bộ nữa. Ta không muốn nói dòng do với cô. Ta hỏi cô, Ban ngày cô có hỏi ta từng tới Ngọc Phật Tự hay chưa? Rốt cuộc là cô có ý gì? Ta dựa vào đâu mà phải nói cho cô biết? Chẳng phải cô cũng chỉ dựa dẫm vào phụ thân với chiếc quan ngũ phẩm nhỏ nhoi của cô sao? Bỏ đi, cô không nói cho ta biết thì ta cũng sẽ điều tra ra. Cô đi điều tra đi, dù gì mấy ngày nữa người ở trong cung này đều biết cô là phạm nhân giết người. Lại nói là ta giết người. Chẳng lẽ cô quên kết cục của Trần Thu Nương rồi sao? Đương nhiên ta nhớ chứ. Nhưng lần này thì cô đừng hòng giả bộ trốn tội. Cha ta đã đi tìm Giang sư phụ rồi. Lần này cô cứ đợi mà coi. A Bích à, cô là một người rất thông minh. Tại sao cô lại không nghĩ thử, nếu như ta đúng là một nữ phạm nhân giết người bình thường, vậy tại sao trưởng công chúa lại tiến cử ta nhập cung? Tại sao Lâu Thượng Thị lại tặng đồ cho ta? Tại sao Hoàng thượng lại đề chữ cho ta? Tại sao Thái Phi nương nương lại đột nhiên thăng chức cho ta làm nhất đẳng cung nữ? A Bích à, cô chẳng biết cái gì hết mà dám chọc ta. Ta thấy cô đúng là không muốn sống nữa. Cô muốn kiện thì cứ đi kiện đi. Ta tuyệt đối không cản trở cô. Có điều cô và người cha mang chức quan ngũ phẩm phải tính toán cẩn thận. Sau khi chuyện mua bán này kết thúc, rốt cuộc là cô sẽ kiếm được một khoản tiền lớn hay là cô lỗ tới mức nhà tan mạng dông?